Tiếp tục đến tiết mục vật lợn. Đây, cân xịn sò đây rồi. Điện thoại 4 cái. Hello, xin chào. 2 cân đấu song song. Đấy. Chuẩn luôn không? Mày quay clip luôn à? Vâng, ôi trời. 2 cân đấu và chuẩn luôn mà không có gì sai đâu, cân cân quen thế à? Con chưa đi bên đây à? Ra màn con này. Con này đang lo làm sao để bắt à? Con này nó léo không kênh nổi, nó tí bắt bắt rồi là sao có rõ ăn nhất sợ không có rõ. Ông có ở bên đây ông lò cái giỏ sang bắt ở gian bên này. Vâng, bắt sang gian đấy. Tỏ phịt đúng không? Rồi rồi nhỉ? Ừ. Ui. Mẹ lần này. Ui, hello. Con này ông chụp xuống cái ảnh ấy. Con này khác gắt lần rừng. Ui. Rồi. Ui. Ui. Được, còn lo đấy. Con này thì lần rừng mẹ. Đó có điện thoại đâu. Con này con mổ này thì rẻ lắm. Thôi gà không chặt chỉ có được lợn này. Ui rồi đây đây từ từ. Đây. Làm mấy con? Ôi giời. Nhanh lên. Chuyển nhanh lên. Ôi ôi. Bung cả. Đúng rồi, đằng sau là chân thôi. Chung vào trong các bạn. Lấy bảo nó không như con này. Quan trọng là ở ông thợ bắt xong đã. Con này không sẽ bắt nổi nếu mà tính này. Quẩn dây buộc vào đằng kia đã. Và để con buộc phải giữ nó vào. Được bắt được mà không sao. Có này. To nhỉ. Con ấy múc vào múc cho phát. Đấy. Mục cao này rơi xuống cái xương đi. Con cho sang bên này nó rộng. Đây, nó lọt ra nó ủi và phát như thế nào. Con hay đập vào đầu cho nó. Sao bác? Anh điện nó cho bảo nó tiệm bảo Tú sang đỡ tay không có bắt được ấy. Còn cân đấy, đơn giản. Bảo điện nó tiệm bảo Tú không có máy thì điện nó tiệm bảo Tú sang đỡ tay. Kệ nó khác đỡ lần bắt. Nhá, sang luôn nhá. Con nào? Con này á? Có mỗi con này. Con này. Khoai nó đang chờ ấy. Nó trộm ra ngoài. Ôi à. Úi xời, mấy cái kia muỗi sao về nó? Muỗi sao về nó đấy? Bùng với cả dọ rồi. Queo đi queo lại cái. Kém thế nhỉ? Mình gọi cái gọ cho nó hàng kém. Thôi bây giờ con được bỏ lên ra. Lúc bắt đầu mà đếm được. Thôi kém lại cái điện này cắm vào đi. Dí điện dí thì dí cho phát. Hả? Dí xong nó trói rồi. Anh cứ bình tĩnh bắt sống cho nó khỏe. Đúng rồi. Bắt lấy nhé. Thôi em có nó ở ấy chỉ có đập nó ngất xong thì đập nó ngất ra chọc chết nhưng mà không không thể giữ nó thì không chơi được bọn này đâu nguy hiểm lắm. Bình khi xe về lai chúng tôi đây. Đỡ. Phải có người sức khỏe. Xem còn chú nào bọn chú Tiệp đi kia gọi một chú Tiệp đi đỡ tay. Nhóm thằng nhân lực lượng nha. Còn đây, chứ đừng gọi những thanh niên như thế này nhá. anh bắt thử cái con ngang kia xem có bắt nổi không? Chờ đợi. Bắt thử cắt tiết xem có chứng minh năng lực nào. Nhìn con này nhìn bầm như bầm nhựa kiểu chán rồi. Càng đét đấy. Bảo là chuyên nghiệp lắm ấy gì. Cái lão kia nó bảo nó chuyên nghiệp lắm ấy gì. Bảo tay không ở trong mắt bơ. Bò nhưng mà con nó bé thôi, con này. Rồi để tao về tao lấy lồng cho. Nếu không phát sang luôn vậy. Anh ăn mượn cái con lồng to khác thì nó là chơi vào. Lên đùa các bạn ơi, sang đồ khác để lồng kim cô đây rồi. Nó đá cho cái bung cả lồng này. Hai lần đâm là bung lồng. Nó bị cái đạn. Nó phải có tiết không được. Mà không có đua phân ở trong được. Nào.
không hề đơn giản. Cái vướng cái kéo chân cho mà theo này. Vướng cái vào luôn qua này đúng không? Rồi đúng rồi đấy, cái anh lựa thêm nào. Lựa này. Anh cho chú vào tí nữa đi. Cái cắm đi cho. Rồi chói đi. Chói như nào? Chói chân á? Chói chân cho nó đổ không? Giống như chói chân là không giữ được, anh yên tâm em. Sao không giữ được? Rộng vào người mình. Cửa đó đi. Chắc còn đây. Anh đuổi. Thả tiếp tiếp. Ai 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 ra 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 kéo được. Tôi bảo là vết chó ngay vú vú thì chọc phía trong chuồng này không chọc trong phía trong chuồng của họ chí làng mình ấy. Hả? Chọc nghiêng cái con khí mà. Ừ. Thôi chọc nghiêng rồi canh hứng nghiêng rồi. Nghiêng hứng rồi từ từ ra ngoài đây nhớ phải cân đấy chứ to lắm rồi tính cân tiếp cái bao nhiêu cân chọc tiếp xong cân sau thì làm sao tính nó to này tính nhá. Tôi bảo lấy gặp dưới chó cho nó đổ xuống. Có hẳn dây to mà dây to đâu có hẳn dây to sao không cho ăn dây to đi ra ra ngoài kia lấy dây to thì thực ra mình muốn là mình giữ để cho nó sạch sẽ. Đúng rồi, tôi không muốn nó bẩn nhưng làm anh em ăn nó ngon. Cái này tôi chọn rồi rồi cái nhà cái lựa chân đấy cứ tin cứ bình tĩnh cái nào đây à từ 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 chờ nó. Đấy. Dây tối trâu lúc là mổ dễ nhất là lúc đang hơn đấy. Ờ đi về đúng lại. Chú là kia là kinh nghiệm lận hơn. Kinh nghiệm đây mình. Không có đúc vào lòng nữa không? Thôi bỏ lòng. Luôn ở bên kia. Nhưng mà giờ anh nào thầy cầm nhất. Khương gãi vào đầu nó. Ăn đuổi. Anh nào thấy nhất nuôi em này. Thì mình nhìn giật nó xuống đất này đi về cho cái sẻn ra để hát nó không có ấy không? Không vào hát không cứ đi. Thì vẽ này không phải đi. Chưa không phải. Hôm nọ con thinh hơn tạ vất vắt được nhưng mà trói được nhưng mà. Con này phải. Con này đang cần hai tạ. Cái bộ chân kìa. 100 65 cân. Con này tầm đấy. Tầm đến. Loại này đối với tao vẫn là bé. Ừ, tao phải thuê thằng anh quảng anh vào đây, anh lấy cái xe chở của nó về. Anh cứ vào đi. Nói để cái nhấc lên chân sau đấy nhá, không nhấc cái đuôi này lên cái này. Em quạt nó xuống cho ta nó đổ. Không anh nhấc tập trung vào. Không tư phải luôn ở bên kia đó. Mẹ ơi. Cái này dây to quá. Ủa phết ngay cho nó bú. Lấy lấy cái con bò cho con nước. Đưa bú đây. Có nước cho con nước kìa. Nước có rồi. Có nước hạng kia chưa?
Nó kia đâu ông ơi? Rõ đóng cho anh. Kỳ quá đéo à anh. Chạy chạy chạy. Hả? Đó cứ đúng rồi, đứng đứng để lên mắt cái lên đầu đi. Trói đi, trói luôn. Ra 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 ra. Cái này mình không kêu mà ôi ăn mỏ đéo được con này. Tạ tám con này một mình mới mổ được chú tập điện. Chú tập điện mà điện thì mình lại mình dùng điện nguy hiểm lắm, mình không quen. Đập đây cả đập vào bên cơ cả ông công cả thế phụ con tạ tám vẫn mổ được cái này ba người này. Thì mẹ dắt ra trong cụt đổ rốn chọc tiếp tại chỗ luôn. Mày chọc tiếp tại chỗ thôi. Chứ mà mình bảo là mình lấy là sao mày làm như trâu đấy rồi, chịu.